đầu tiên thì về thiết kế thì em thấy là nó là màu đen kết hợp với màu xanh. Thì đầu tiên nhìn thì rất là mạnh mẽ, tuy nhiên là em thấy là màu xanh thì êm mắt, thì em rất là phù hợp với các bạn nữ và thích cái kiểu màu sắc nhẹ nhàng, thanh lịch. Về chất liệu thì như mọi người cũng biết là cái gậy này năm nay là rất nhiều chất liệu carbon, phần lớn là 97% carbon, cho nên về cho nữ đánh thì rất phù hợp, tại vì bóng thì cảm giác cái gậy nó tiếp xúc bóng và giúp bóng lăn đi xa hơn và nhiều hơn, không mất nhiều sức để đánh vào trái banh. Và cái gậy khi mình cầm lên thì cái đầu nó cũng rất là đầm, và em cảm giác như là nó cái trọng lực của cái đầu là cho mình cảm giác cái độ văng của đầu gậy nó sẽ dễ dàng và nó nhanh hơn, nó xa hơn. Và em nghĩ đây là một cái gậy rất là phù hợp cho các bạn nữ mới bắt đầu tập đánh hay là muốn cải thiện khoảng cách về gậy driver.